Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhiều sở ban ngành và các đơn vị đã tổ chức một sự kiện thú vị, khai mạc tuần lễ nghệ thuật và công nghệ vì thành phố thông minh và đáng sống. Sự kiện mở đầu cho một chuỗi hoạt động của cả năm 2021 gồm nhiều sự kiện, hội thảo, nghiên cứu, triển lãm và ứng dụng hướng đến xây dựng đô thị thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một góc của không gian nghệ thuật và công nghệ vừa được ra mắt sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức thì đây là nơi được thiết kế dành riêng cho thế hệ Gen Z, tức là các cư dân đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể thấy ở đây có rất là nhiều hệ thống mô phỏng hiện đại, ví dụ như là cái hệ thống in ra các cái vật phẩm 3D như thế này, hay là ngay bên cạnh đó là hệ thống VR thực tế ảo, sắp tới sẽ được ứng dụng rất nhiều trong du lịch thông minh, hồi sinh các cái viện bảo tàng hay là triển lãm. Hoặc là bên cạnh đấy thì là hệ thống giả lập ánh sáng mặt trời để tính nắng gió cho đô thị, có thể ứng dụng để quy hoạch phố đi bộ sao cho giữa trưa, cũng có 1/3 diện tích trong bóng râm chẳng hạn. Bên cạnh đấy thì là không gian nghệ thuật, rất nhiều các cái tác phẩm mang hơi thở đô thị, như là các cái tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này chẳng hạn, các hiệp sĩ cư dân đô thị chiến đấu với khí thải, hay là các tác phẩm công phu về bảo vệ môi trường từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế cũng có mặt tại đây. Cùng để mà tạo ra là một cái nơi để cho tất cả các bạn trẻ, tất cả các cái thế hệ khác cũng như tất cả các lĩnh vực ngành nghề có thể đến đây cùng giao lưu, cùng tìm hiểu về câu chuyện nghệ thuật cũng như là câu chuyện về công nghệ và làm sao để kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật để hướng tới phát triển một cái đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh thông minh và đáng sống. Vâng, trở thành một đô thị thông minh là nhu cầu tất yếu và bắt buộc với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ngoài thông minh ra thì nó còn phải đáng sống nữa. Nó liên quan đến những cảm nhận, văn hóa hay là cảm xúc của cư dân. Và những cái triển lãm như thế này thì được hy vọng sẽ vun đắp cho điều đó. Nghệ thuật về văn hóa vân vân thì chúng tôi muốn kết